Kính thưa quý vị, hỏa hoạn tại xưởng gỗ hơn 20 người phỏng nặng. Chiều hôm nay, ngày 30 tháng 10, sau một tiếng nổ lớn, lửa đã bốc lên tại doanh nghiệp tư nhân Đức Tâm ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Trên 20 người bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu. Tiếng nổ cực lớn phát ra lúc 14:30 làm rung chuyển hàng chục nhà dân xung quanh xưởng gỗ của doanh nghiệp Đức Tâm. Cùng lúc này, hàng chục công nhân đang làm việc trong xưởng phát hiện khói bay mù mịt tại khu vực sản xuất gỗ mỹ nghệ xuất khẩu. Họ chạy tán loạn nhưng không tránh được ngọn lửa bùng phát dữ dội táp vào người. 23 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, có người bỏng đến 60% cơ thể. Nửa giờ sau, 21 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn vì vết bỏng quá nặng. Hai xe chữa lửa cùng 40 lính cứu hỏa của Sở Cảnh sát Phòng chống chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường. Nhưng phải 2 tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.